Lai mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay tới công việc yêu thích của Lai nữa cả nhà ơi. Bữa nay Lai đi thăm bãi sóc nha cả nhà. Đây cái Lai cho cả nhà xem bộ đồ nghề của Lai nha. Đây một cái bẫy xi cua, túi lưới, chuối và chân quay, không có gì hết nha cả nhà. Lời nói đầu tiên Lai cũng không quên để chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng và thành công trong mọi lĩnh vực nha cả nhà. Chừng nào tới cái bẫy đầu tiên Lai sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Đây là vườn trái cây chôm chôm Thái nè cả nhà, quá lớn. Xung quanh của Lai là toàn là trái cây không nha cả nhà. Để Lai quay một vòng cho cả nhà xem nha. Đây bên đó thì trồng bưởi, còn ở đây là chôm chôm nó hết biết nha cả nhà. Tới mùa trái cây chín đó, sóc chuột phá tản thần luôn nha cả nhà. Hồi tới cái công việc yêu thích của mình cả nhà ơi, mời cả nhà đi theo Lai nha, trải nghiệm coi Lai dính cái gì nha. Tiến hành vô thăm cái bẫy đầu tiên nha cả nhà. Bẫy đầu tiên Lai đặt ra trong này nè cả nhà, hy vọng bữa nay có dính không nha cả nhà. Hình như là không sập rồi cả nhà ơi. Ủa cái bẫy sao bữa nay là lạ vậy ta? Để ra coi rồi. Ủa không sập mà cái con gì quậy bánh hết trơn nha cả nhà. Kỳ vậy. Rồi con gì vô ủi cái bẫy của Lai đi luôn nha cả nhà. Chuối vô đây ăn được luôn mà không sập. Chuối cạp ăn bình thường nha cả nhà mà ăn không hết chuối. Cái bẫy sao mà ủi tới dữ vậy, lạ quá cả nhà ơi. Cái kế tiếp ta sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Tiếp tục ở đây lại có một cái nữa nha cả nhà. Ủa trong đây chỗ nào giống chỗ đó không, đâu mất tiêu rồi không nhớ nha cả nhà. Đâu rồi ta? Hình như đằng này nha cả nhà. Ở xa lại thấy sập mình nha cả nhà, mà không biết dính còn gì đây. Hy vọng là em nói nha cả nhà. Rồi hốt con chuột con nhum khổng lồ luôn cả nhà ơi, quá trời con chuột nha cả nhà. Đây em nói trong này nè cả nhà, nó ngồi nó lên lai nè cả nhà. Hết biết rồi, hết biết con chuột rồi cả nhà ơi, quá trời. Con chuột thì muốn bằng con trồn cả nhà. Hết biết cái bẫy lớn của Lai mà dính con chuột cỡ này nè cả nhà, không tin nổi luôn. Con chuột gì mà thấy muốn sợ luôn nha cả nhà. Con này mà 8 lạng chắc ăn mà, quá trời con chuột rồi. Đó giờ Lai mới thấy con chuột mà từ 8 lạng nha cả nhà. Con bữa hổm mà 7 lạng, con này còn hơn nữa. Con này là quá trời rồi cả nhà. Bự quá Lai không dám ăn nha cả nhà. Hết biết con chuột rồi. Quá lớn cả nhà ơi. Nhìn trong là thấy hết hồn rồi cả nhà. Cái kế tiếp Lai sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà.
Tiếp tục trong đây lại có một cái nha cả nhà. Cái này hồi rồi dính em đó nha cả nhà. Ngay gần cái miệng hang luôn. Ủa. Xích đằng này cả nhà. Lại quên cái này nữa nha cả nhà. Đây là chỗ nào thì chỗ đó nha cả nhà, giống nhau luôn á. Đâu rồi ta? Ở trong đây nè cả nhà. Hy vọng bữa nay sập hơn cả nhà. Ở xa lai nhìn như thấy hơi sập rồi, sập cái gì nghe cả nhà. Quá hồi hộp nha cả nhà. Ủa sao trống lỏng vậy ta? Ủa sập mà không dính con gì hết nha cả nhà. Rồi dính con rắn mối cả nhà ơi, rắn mối gì cũng vô đây nữa. Làm em rắn mối nha cả nhà, hàng gì lại thấy quậy tao láng tính đâu nó xảy. Trở lại dính em gắn mối. Cái kế tiếp là sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây lại có một cái nữa nha cả nhà. Thầm cái 4 cái rồi chất quốc nha cả nhà. Không dính gì hết. Ủa cái bẫy này hình như là không sập rồi cả nhà ơi. Cái này hồi rồi con gì quậy banh hết, bữa nay không sập luôn cả nhà. Đây lại đặt cái bẫy xong là như vậy nè cả nhà. Đó mà con gì quậy banh cả trơn rồi, bữa nay không sập, ăn hết mọi ngoài luôn nha cả nhà mà không vô. Hay quá, lại sẽ gài lại nha cả nhà. Cái kế tiếp lại quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây lại có cái bẫy sóc cả nhà. Hy vọng mà dính em sóc rớt giáp lại cả nhà. Gần nhà người ta quá. Hình như ở xa lại thấy dính nha cả nhà. Nhà người ta sát bên không cả nhà. Lại nói chuyện nhỏ cả nhà thông cảm cho lại nha cả nhà. Rồi vô mánh nữa. Vô mánh cả nhà. Hàng gì đây thấy nó trồi. Đây nè cả nhà. Quá đã cả nhà ơi. Quá. Lại đem lên cho cả nhà xem cả nhà. Đây. À, một em sóc bông nữa nha cả nhà. Con khủng nữa. Cả nhà coi hai cái lò xo của Lai mà cắn banh hết trơn nha cả nhà. Đó. Bánh nó chân hai cái lò xo luôn. Quả trời nha cả nhà. Vô bánh này dính sóc bự bự gì là ngon lành nha cả nhà. Rồi biết nha cả nhà. Ngó xem đã không cả nhà. Một ngày lại đi bẫy mà dính được chừng 4 con 3 con gì là ngon nha cả nhà. Về đầu lai mới nuôi lại cho nó khôn khôn rồi lại mới bán nha cả nhà, chứ không phải là bán sốc cho tàn thịt tụi nghe cả nhà. Đó lại nuôi nhiều lắm nha cả nhà, mà người ta biết á, người ta dặn người ta mua nhiều lắm nha cả nhà, nuôi con khôn với lại người ta mua quả đã nha cả nhà. Cái con này là con sóc bông nha cả nhà, con sóc bông á. Còn cái con mà lai gài dưới đất dính con bụi bự á, làm lai cũng quên nói cho cả nhà đó, con đó là con kêu mà con chồn bạc má đó cả nhà, dưới là người ta gọi là chồn heo, nó hai tên nó kêu nghe cả nhà. Con trắng trắng con bự còn 1 kg mấy cả nhà, bữa nào đi thăm mà dính con đó là trúng nghe cả nhà. Đó nhìn thấy phê nghe cả nhà. Lai bỏ vô túi lưới rồi lai sẽ cái tiếp quay cho cả nhà xem nghe cả nhà. Tiếp tục ở đây có con cái nè cả nhà.
Nhà người ta gần quá lại không dám nói chuyện lớn cả nhà. Đó 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 đó. Họ nhà đó. Gà kêu quên chứ. Cái bẫy đây đặt trong này nha cả nhà. Hy vọng làm em sốc nữa nha cả nhà. Ủa. Bên này đặt chỗ nào quên nha cả nhà. Chắc trong đây. Ủa. Đây 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 cả nhà ơi, đây đây. Rồi. Dính con chuột nha cả nhà. Cái bẫy cái thế hết biết im cả nhà. Đó. Vô đây dính con chuột. Hết biết con chuột. Cái clip này sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây là có một cái nha cả nhà. Là chung vô rồi. Hy vọng dính con dựa bự cho cả nhà xem cho đã nha cả nhà. Khó chung vô quá nha cả nhà. Ở xa đây thấy sập nha cả nhà. Ủa. Rồi mắc kẹt cả nhà ơi. Cả nhà thông cảm cho lai nha cả nhà. Ủa gì kỳ vậy ta. Cái bẫy của lai sao dính con chuột mà nằm kiểu này. Sao ngộ vậy ta. Cái bẫy sao dính con chuột nằm kiểu này ta. Ra dài kiểu này nha cả nhà. Đó la đặt gì nè. Đó mà im lắm nha cả nhà. Ra nằm ngoài này luôn. Nằm kiểu gì luôn. Mà miếng chó với mèo á. Này lỗ lưới phân hai nha cả nhà. Nó cạp là móp liền à. Rồi vậy. Con tròn lại bươi chuối ăn tiếp tục nữa nha cả nhà. Bởi vì con chuột nó vô trước. Nó vô trước thì không dính được con chồn nữa cả nhà. Lai sẽ gài lại. Nó sẽ lại kiếm ăn nữa đó nha cả nhà. Bảo đảm với cả nhà là con chồn nó lại. Nó môi ba cái chuối á cả nhà. Nó môi nó phét vòng cái gì nè. Cái kế tiếp Lai sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Lai sẽ gài lại. Dính cho cả nhà xem. Tiếp tục trong đây lại có một cái nữa nha cả nhà. Hy vọng bữa nay dính em gì cũng khủng cho cả nhà xem cả nhà. Rồi lại thấy dựng tràn lên thấy sập rồi đó nha cả nhà. Còn dính con gì đây, con gì đây. Rồi sóc 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 cả nhà ơi. Vô nữa, vô sóc nữa nha cả nhà. Cái bẫy bự bữa nay bữa lại dính sóc rồi. Đây 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 đây. Rồi rồi. Là cho cả nhà xem này nha cả nhà. Đây đây. Cái này là con chồn heo lại bươi tiếp tục nữa này nha cả nhà. Đây từ đây bươi ra tới bên này nha cả nhà. Con sóc vô đây ăn rồi nó vô không được. Nó mới bươi nha cả nhà. Đó. Bươi chống lỏng một bên luôn nha cả nhà. Quá trời con sóc rồi. Đây để đi. Và sẽ gài bắt lại nó nha cả nhà. Đó. Cái bẫy lớn của đây nè. Hết hồn chưa mà dính con sóc cỡ này nè cả nhà. Bẫy này, bẫy này lai rồi đó đó cho cả nhà xem nè. Là cỡ khoảng hơn 50 nha cả nhà, hơn 50, dài cỡ khoảng 54-55 á. Nó muốn hết cái màn hình luôn nha cả nhà. Bề ngang là hai tấc hai luôn. Hết biết con sóc nha cả nhà, đã chưa. Con này là nuôi là thấy cũng hết sảy luôn đó nha cả nhà. Cũng không thua diện sóc ông nữa nha. Mà lai không có nuôi con sóc này. Sóc này lai không có nuôi.
mà người khác cũng như là cô chú anh chị được xem thấy đó cả nhà. Ta lại ta mua sóc này ta nuôi khôn dữ lắm em cả nhà, nuôi là nhìn là chơi kiển là hết sảy luôn đó, hết biết đã nha cả nhà. Cái kế tiếp là sẽ quay cho cả nhà xem em cả nhà, để đây đặt lại cái này. Tiếp tục trong đây là có cái nữa nha cả nhà, hy vọng dính đó nha cả nhà. Đây mong chờ dính dữ lắm mà chưa dính được gì chứ cả nhà, chỉ dính được hai sóc rồi lại thấy dựng càng nữa nha cả nhà, quá hồi hộp. Lại thấy cái càng dựng lên nữa rồi mà dính con gì đây, ủa con gì sẽ chống lỏng gì ta, con gì ta, rồi làm con chuột nữa cả nhà, lại dính một em chuột nữa nha cả nhà. Ở đây còn tròn nhiều lắm nha cả nhà. Cả nhà xem nè, nó lợi nó môi cái này, nó môi cái này, nó thấy trái chuối gần đây nè cả nhà, nó môi trống lỏng dưới đáy lồng luôn nha. Nó thấy chưa, bộ lỗ cỡ này nè, cái này là cái dấu môi này, dấu môi của trộn cả nhà đó, mà dính con chuột trước rồi. Cái kế tiếp lại sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà, đó bể lớn của lại luôn. Tiếp tục trong đây lại có một cái nha cả nhà, hy vọng bữa nay dính à, em nó nha cả nhà. Ở xa lại thấy sập nha cả nhà, rồi dính một con chuột nữa cả nhà ơi, chuột vô trước không nha cả nhà. Nó đây lại là một em chuột, bắt chuột hoài không hết nha cả nhà, chuột là thấy sợ chuột luôn đó. Cho cả nhà xem cái lợp này là đặt quá im nha cả nhà, mà chuột toàn vô trước không nha cả nhà nè. Cái kế tiếp đây sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Tiếp tục trong đây lại có một cái nữa nha cả nhà, bữa nay nước làm như muốn lên lợi nha cả nhà, mới khô được có 2 ngày giờ lớn tiếp tục rồi. Rồi cái này làm y như bổn cũ nữa nha cả nhà, con này không biết sao mà khôn dữ vậy nha cả nhà, lâu với đít ăn tiếp tục luôn, là chuyển tới chuyển lui hoài luôn mà nó cũng vẫn là vậy nha cả nhà, quá hay. Là sẽ bỏ mồi vô đặt lợi nha cả nhà. Cái kế tiếp đây quay cả nhà xem cả nhà, tiếp tục trong đây là có con cái nghe nữa cả nhà, này đây hình như ở xa lại thấy sập rồi nha cả nhà, ủa sao trống lỏng mà không thấy dính nha cả nhà, rồi dính đây rồi, con chuột bằng ngón tay cả nhà ơi, con chuột này thuộc gì là siêu nhỏ luôn nha cả nhà, siêu nhỏ luôn, nhỏ còn hơn là tự hôm gài lá dính chuột nhỏ luôn nha cả nhà, so với ngón tay cái của Lai à, cả nhà xem nè, còn nhỏ hơn ngón tay cái của Lai nữa, dí mà vô ăn được hay thiệt, đi muốn không nổi luôn nha cả nhà, mà lớn ăn hết trơn chứ chú bự chà bá cả nhà, hết biết, chú khổng lồ ăn hết trơn. Cái kế tiếp lại sẽ quay cả nhà xem nha cả nhà, tiếp tục trong đây lại có một cái nha cả nhà, ở xa lại thấy sập ngang cả nhà, hình như dính con sóc cả nhà, vô nữa rồi, đã vô mánh cả nhà ơi, phải biết cả đây đó, để lại từ từ lại xuống để lúng nha cả nhà, thật biết rồi, ngon lành cành đào, quá đã, dính chuột quá mà nè, phải dính sóc gỡ gạt lại chứ, đây
Đây gỡ ra cho cả nhà xem nha. Gù mánh cả nhà ơi. Đã rồi. Thật biết rồi. Nhỏ. Đây nè cả nhà. Quá ngon. Con này quá ngon cả nhà ơi. Hết biết con sóc chưa cả nhà. Quá sướng, quá sướng. Sướng vô cùng. Nó bị chạy cái lưng này ngang cả nhà. Nó dãy quá, nó chạy á. Về này lại dưỡng lại bữa hai bữa, cái đó lành lại cả nhà. Lẹ lắm. Con này dưỡng là bá cháy luôn. Không bị chạy gì, mỏ cũng chưa chạy ngang cả nhà. Bị chạy cái lưng không à. Đó. Nè, cái lưng nó bị chạy trên á. Không sao. Nó dãy quá, bị lông nó sức đó cả nhà. Quá ngon lành cả nhà. Hết biết chưa? Đó. Thấy mê cả nhà. Dù mánh rồi. Cái kế tiếp đây sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Dù rồi. Nãy giờ Lai có thăm thêm mấy cái nữa cả nhà. Mà không có dính cả nhà. Lai cắt bỏ cái đoạn đó nghe cả nhà. Bây giờ Lai cho cả nhà xem thành quả của Lai nghe cả nhà. Đây. Lai sẽ được hai em sóc bông. Đó. Đã một cái nhà. Đó. Mê chưa? Vì là ngon lắm nghe cả nhà. Đó. Thấy cưng không? Chộp lên giờ nhìn Lai đây. Cái này Lai dưỡng lại á. Dưỡng lại rồi Lai sẽ thần lại cho nó khôn khôn á cả nhà. Lai bán lại cho người ta chơi kiển nha cả nhà. Đó. Con này chơi kiển. Với một em sóc rách. Em sóc rách hết biết nha cả nhà. Quá bự. Con này quá lớn nha cả nhà. Cái này cũng vẫn là chơi kiển luôn nha cả nhà. Mà con này không có giá trị bằng con sóc bông nha cả nhà. Chơi kiển không à. Đó. Là được được ba con sóc là bỏ vô với một con chuột có nhum khổng lồ nghe cả nhà. Hết biết con chuột. Con chuột này là hết biết rồi. Lai chưa từng thấy một con chuột có nhum mà bự cỡ này nghe cả nhà. Cái lòng đặt sóc của Lai mà không con chuột này không vô nổi đâu nghe cả nhà. Vô cái là bít luôn, không xây đầu được luôn á. Tại vì cái bẫy tròn á cả nhà mới vô được con này nè. Hết biết lớn. Cuối clip Lai cũng không biết nói gì hơn. Lai chúc cô chú anh chị xem clip Lai vui vẻ. Lai sẽ hẹn lại cả nhà clip tiếp theo. Lai mến chào và tạm biệt cả nhà.